Lướt xe điện về nào, quách như sao. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với phiên bản hoàn hảo. Biết chắc rằng các bạn cũng đang rất là nôn nóng xem rằng hôm nay các thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện khả năng cover lại những bài hát của các ca sĩ nổi tiếng như thế nào, phải không ạ? Nhưng mà trước tiên thì mình phải chào đón các vị giám khảo dễ thương, đáng yêu và vui tính của chương trình. Giám khảo đầu tiên, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và nữ giám khảo duy nhất của chúng ta hôm nay, xinh đẹp, dễ thương, duyên dáng và mi tóc nâu, Mỹ Tâm. Còn một anh chàng nhạc sĩ với những ca khúc sôi động trẻ trung được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích và cover là hiện nay, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Hỏi thăm nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chút xíu à, với những cái ca khúc của Phong khi mà sáng tác ra đó được nhiều bạn cũng cover lại. Vậy thì Phong có nhớ được rằng là có bao nhiêu phiên bản với những ca khúc của mình hay không, và thường là họ cover lại với những cái phong cách thể loại âm nhạc nào? Thực ra thì cũng chưa từng đếm, nhưng mà có một bài mà rất là lạ, đó là bạn chính thức chưa ra mà bạn cover là rất là nhiều, đếm không hết luôn. Đó là bài Ba Kể Con Nghe. Mình chưa từng ra bài đấy bao giờ, nhưng mà trên mạng các bạn hát rất là nhiều. À, cái bài đó là sáng tác nhân dịp gì, Phong có thể chia sẻ với mọi người được không? À, đó là một món quà mà Phong tặng cho con trai của mình lúc mà Phong vừa mới bắt đầu làm bố. Và nó là một cái bài hát, nó không có tính thương mại, nó chỉ là một món quà thôi. Nhưng mà rất may là mọi người ủng hộ nó nhiều. Hèn chi là dồn hết bao nhiêu tâm huyết, tình cảm vào trong đó. Nhưng mà có bao giờ mà Phong thấy rằng một cái bài hát sôi động của mình mà được các bạn ấy cover lại với một cái phong cách nó hoàn toàn trái ngược chưa? Nhiều lắm. Ngày xưa hay coi tivi, rồi có mấy bạn trẻ hay phá cái ca khúc của mình á, mình coi mình không nhìn ra tác phẩm của mình luôn, coi rất là đáng sợ. Trời ơi, tôi vừa tính tặng cho có nghệ sĩ rất kinh nghiệm mà cũng đó. Phá rồi chứ đừng nói các bạn trẻ. Tôi vừa tính tặng cho Nguyễn Hải Phong một cái bản cover một cái ca khúc của anh ta mà giờ anh ta nói phá, tôi hết dám tặng rồi đó. Con phá tuyệt đỉnh. Thôi bây giờ thì thôi thử đi ha. Coi như là hôm nay khách mời tới nhà mình chơi mà Tâm, đúng không? Dạ. Mình phải có cái gì để mời khách chứ, đúng không? Đó. Đúng rồi anh. Một ca khúc mà các bạn đã nghe cũng rất quen thuộc, một ca khúc sôi động, nóng bỏng, Đường Công. Các bạn muốn nghe hát bài Đường Công này tặng cho ai? Em. Ở đây ai công nhất? Em. Đây công nhất. À, Tâm thì không, anh Dũng. Không, Dũng công mà nó công trở ra vậy Tâm ơi. Không, Dũng công trở ra. Dũng và Phong là đường tròn. Vậy thì mình tặng cho nữ giám khảo duy nhất của mình, các bạn đồng ý không? Yeah. Mỹ Tâm. Tâm ơi em là ai, từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Ủa, có quen không? Em là ai mà bao chàng trai, là hưu là nai, là ai mà đôi bờ vai làm lòng ta ngây dài. Ô la la đường công tâm thế kia, ô ô la la tràng trề sexy lady. Ai đi qua lối đó trong lòng còn âu lo, nhìn Tâm không đăng không đo, mong Tâm ra cuối phố, mong Tâm đừng là hư vô. Đây là một cái phiên, đây là một cái phiên bản phá nhưng mà là rất là lạ và rất là Việt hóa đó, nghe là biết Việt Nam liền đó. Thì hôm nay sẽ có những cái bạn thí sinh, họ sẽ cover lại những ca khúc của các nhạc sĩ hoặc là những ca sĩ mà họ yêu thích.
với những cái phong cách hoàn toàn khác nhau mà chúng ta cũng không thể nào biết trước được là họ sẽ hát theo cái thể loại nhạc gì hết. Đó. Và vòng thi của chúng ta sẽ có tất cả là 2 vòng, tất cả quý vị nhớ nha. Vòng đầu tiên sẽ là vòng thể hiện. Thí sinh đầu tiên hãy hướng mắt về màn hình và xem ban tổ chức đã sắp xếp cho họ hát cái dòng nhạc nào. Nhưng nhớ Hải Phong nha, đó chỉ là ma mị, là ánh trăng lừa dối thôi, đừng tin hoàn đừng toàn tin nha anh. Đừng tin, xin mời. Mùa vui khung tranh trăng trơn ngày qua, bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa. Màu nào ước muốn, màu nào đầy vơi, màu nào cháy lên như lời đôi mắt. Ba chàng trai nhìn cũng rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Đã vậy rồi mười mấy giây vậy thôi đó hả? Hát một cái bài hát như của anh Trần Lập thì phải. Mà giọng của anh luôn. Đúng rồi, giọng của anh Trần Lập luôn. Anh khách mời trước đi anh ha. Với kinh nghiệm của một người mà lâu năm đào tạo rất nhiều các ca sĩ, thì nhìn xem ba cái chàng trai này ở ngoài thì họ sẽ hát nhạc theo phong cách gì? Nghe cái này là chương trình là cho mình lừa, có lừa cảm nè. Giác lừa là rock nè. Dạ. Mình nghĩ chắc bạn em này cũng nghĩ là rock, nhưng mà nhìn mấy cái mặt mà có gai góc như này chắc không phải rock rồi. Chắc mình đoán là có thể là rock. Hip hop. Hip hop hả? Hay vậy, sao anh đoán hay vậy? Tức là chắc sẽ có độc rap hay gì đấy. Nhưng mà thường á, anh thấy á Phong, anh thấy thường là nếu như mấy bạn mà rap á còn phải xù xì hơn, phải gồ ghề hơn vậy nữa. Hip hop, hip hop never die. Hip hop nhưng mà nữa, nhưng mà nghĩa mà chương trình đang lừa mà đúng không? Không, không có biết có lừa hay không nữa. Không, cũng có thể là đúng luôn cũng anh. Cũng có thể là đúng luôn hả? Nhưng mà nãy từ bữa giờ quay là chưa có đúng. Bữa giờ quay toàn lừa không đó. Dạ lừa. Nó xin xem thôi. Không, mình vẫn nghĩ là hip hop đi. Hip hop. Nha. Hip hop. Nhưng mà em thấy nhiều khi là anh Phong đúng á, chứ không dở đâu. Không lẽ giờ chương trình là muốn lừa mình làm một ban nhạc rock, hát nhạc của anh Trật Lập cũng là rock luôn. Cao tay quá. Cao tay quá. Chẳng lẽ nào cao tay quá. Lẽ nào là rock thiệt? Không lẽ mà thiệt. À, em rock luôn. Quyết rock định luôn hả? Em rock. À không. Không, anh thấy không có nhép miệng, không có giống. Thôi anh trước đi, anh trước đi, em suy nghĩ xíu. Ủa? Sao mà bán cái qua đây lẹ vậy? Nãy giờ là em câu giờ cho anh Dũng á. Mình phải phân tích. Mình phân tích coi cái thái độ biểu diễn của các bạn ấy như thế nào. À, anh đúng, anh đúng. Bây giờ có giấu cách mấy đi chăng nữa, em quyết định rồi. Sao ạ? Pop. Hả? Ủa sao nó trớt quớt, sao thì cái đầu vậy? Ban đầu rock là thấy ghê lắm, cuối cùng qua pop. Anh nói là tự nhiên em có một cái cảm giác là mấy bạn này hát nhạc pop. À, nhẹ nhàng tình cảm, trữ tình thôi đó hả? Dạ. À, còn Dũng thì sao? Sau nãy giờ là nghe hai người bạn của mình phân tích chia sẻ rồi đó. Mình cũng thấy giống pop, giống một cái boy band hơn. Giả bộ em và anh giống nhau đi. Nhưng mà coi chừng hai người bị gạt á. Thôi, rock đi. Rock. Tại thật ra nhóm nhạc rock á, họ cũng rất là khó nhép cái bài của người khác cho nó sượng sượng, rồi nó cũng có, cũng có thể có lắm cái khả năng đó. Nhưng em thấy là cái này nhạc với hình nó chưa ăn nhau lắm. Nhạc với hình chưa ăn nhau là do công kỹ thuật ngồi dưới thôi. Giả bộ đó, giả bộ đó anh. Trình độ ghép chưa đạt đẳng cấp. Gặp em mà khác. Rock đi. Rock, đúng không? Như vậy là đạo diễn Quang Dũng cho rằng là rock. Mỹ Tâm. Pop. Pop và hip hop. Hip hop. Hip hop. Các bạn hấp dẫn á. À, sẽ có một trong ba người đúng hoặc là ba người cùng sai. Không, chắc chắn là phải có một thì người đúng. Thì bây giờ cứ để cho ba chàng trai đó lên sân khấu trình diễn và mình sẽ biết ngay họ thuộc thể loại âm nhạc nào. Xin mời. Nhìn này là biết gì rồi gì? Em biết. Nhìn này là biết không phải rock rồi đó. Không, rock là không rồi đó. À, nhạc em nghĩ có thể này, là nhạc chắc dance. Là dance á. Dạ, để coi không rồi, rồi xong. Không lẽ nhạc dance rồi, nhạc mặc vest bao giờ pop rồi kỳ ghê luôn á. Chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao, đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bận thì đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng lạc tan, vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt.
Chồng con xin anh cứ nhớ em vô bờ. Tình yêu anh cũng đã khiến anh mong chờ. Góc phố vắng em mình anh bơ vơ. Bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem những chuyện mình chưa bắt đầu. Để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Những cánh hoa đã thôi khô màu mà ta giữ lại cho nhau. Những bản hit của nữ giám khảo của chúng ta, ca sĩ Mỹ Tâm, đúng không các em? Cảm ơn tất cả các bạn vũ công. Tại sao mà đẹp trai rồi nhảy đẹp vậy mà nỡ lòng nào mà nghe lời ban tổ chức mà cầm guitar xong rồi lừa ban giám khảo là hát nhạc rock vậy trời. Nhưng mà anh cũng đúng luôn. Cái bài này người ta gọi là pop dance mà có rap, mà rap liên quan hip hop. Đúng rồi, mà cái giọng đọc rap còn đọc với cái giọng rock nữa chứ. Nhóm của các em tên gì nào? Dạ, lần đầu tiên em xin chào ban giám khảo, chào anh Đại Nghĩa và cũng như là quý vị khán giả trường quay trong buổi chiều ngày hôm nay. Em xin giới thiệu em là Quang Cường, em là trưởng nhóm của nhóm. Nhóm gì? Nhóm gì em? Dạ, nhóm Novas. Nhóm gì? Novas. À, còn hai thành viên còn lại thì sao? Dạ, em tên Tuấn. Còn em tên Đức. Tuấn, Đức. Nhóm Novas. Đây, bây giờ các em nói cho các anh chị giám khảo biết đi nè. Vừa rồi cái bài của các em á là cover theo những phong cách nhạc gì? Rất là nhiều luôn á. Liệt kê ra thêm chữ, thêm có S nữa nha. Phải có S nha. Dạ, đầu tiên là... Đầu tiên đầu... em phối theo kiểu Tropical House. Và sau đó thì em tăng lên thành EDM. EDM.
Thật ra mình có thể làm các thể loại nhạc này này kia, nhưng mà cái cách hát của mình á vẫn bị pop quá, nên là nhiều khi tụi em phải để ý cái chuyện đó nữa. Thôi mình phối là một chuyện nhưng mà mình hát là một cái cách nữa. Đoạn đầu là chị nghe là thành nhạc pop không á, chứ chị không có nghe house gì á. Nhưng mà sau đó thì chị nghe ra nhạc dance. Đến khi em đọc rap thì chị thấy có chút xíu hơi bị pop. Không, thực chất ra thì cái này là pop dance thôi, yeah. Của khoảng 6-7 năm về trước, yeah. Chứ cũng chưa đậm mùi EDM lắm đâu. Nói chung là mọi người ở đây đoán là cũng được cái cũng sai đấy em. Không, như vừa rồi Mỹ Tâm phân tích cũng đúng, yeah. Tức là cũng có cái pop trong đó, yeah. Mỹ Tâm cũng đoán chính xác nè. Rồi khi mà đọc rap thì nó cũng dính dáng gần gũi với hip hop, yeah. Nguyễn Hải Phong xem như là cũng có phần đúng trong cái sự lựa chọn này của mình. Không lẽ chia đều. Bây giờ mình sẽ nghe ý kiến từ anh Quang Dũng cái đã. Thật ra nếu mà nói thể loại nhạc thì nó hơi khó. Dạ, liên tưởng tới món ăn thì nó giống như là trứng, cái món trứng ba màu á, vừa có hột vịt bách thảo, vừa có trứng muối, vừa có trứng thường á. Nó cũng giống như ba màu áo của em á. Tức là trong cái bài đó em, món nào nó cũng có một tí trong đó. Dĩ nhiên anh nghĩ là tụi em là pop. Nhạc có kiểu gì thì tụi em vẫn đang hát kiểu pop. Quang Dũng luôn luôn giữ phong độ là phong độ trật lất đó. Ba bạn này kia lên hát cái bài Chuyện Như Chưa Bắt Đầu á, tại như tự nhiên là Nghĩa cảm thấy rất là thích. À, anh Nghĩa hát được cải lương bài đó nè. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu. Lố để cho lòng này nhẹp với nỗi sầu. Nó phải miếng miếng vậy đó em. Lố vậy nó mới ra. Đúng rồi đó. Cảm ơn các vị giám khảo và một tràng vỗ tay dành cho ba chàng trai của chúng ta. Cảm ơn các em nha. Như vậy là với nhóm thí sinh đầu tiên thì giám khảo Mỹ Tâm và giám khảo Nguyễn Hải Phong đã đoán có phần trúng, mặc dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà có vẫn còn hơn người ta không có cái gì luôn á. Như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần dự thi của thí sinh thứ hai. Mong rằng ba vị giám khảo sẽ tiếp tục có những cái phán đoán nó gần giống hoặc là chính xác luôn với những thể loại nhạc mà các thí sinh lựa chọn. Xin mời chúng ta cùng xem nhé. Vẽ khói, ra mây, làm vua trên bông lai là ta đây. Linh hồn ta đi tìm nguồn cảm hứng khi nét bút này tạm dừng đưa lên từng trang giấy. Và các phòng ta đang đầy màu sắc, qua làn khói trời sang đầy màu nhạc như thay sắc. Miên man giữa vạn vật đang bày trước mặt, thiên đường dường như đang bay trước mắt, ta đưa tay pháp. Cái này mà đoán ra bolero mới hay nè. Không, nhưng mà không thấy cái rồi đó. Thấy cái thái độ cũng giống lắm nha. Thái độ rất là hip hop nha. Giống cảm giác như bạn này hát bài này luôn á. Không, bài này thì giọng cảm người giác khác thôi, có nghĩa là nó giống đến mức độ như vậy. Nhìn cái tiếng, nhìn cái gương mặt với cái tiếng á, nó rất là khớp với nhau. Thôi bây giờ cho cái đội trắng tay này trước đi. Giờ anh đoán gì đi. Hip hop. Em hip hop luôn. À, thấy trên hình sao là đoán y chang vậy luôn đó hả? Không lẽ làm giống anh thì hơi kỳ đúng không? R&B. Cũng có thể. R&B. Dạ, em chọn nó đi. R&B. Chứ không lẽ giờ đi đến Dũng mà có thắng đi nữa thì không lẽ giờ mình lại chia đôi điểm thì nó kỳ anh. Kỳ lắm, đúng thì rồi. Phải để cho mình ảnh hưởng luôn cái điểm đó. Nhưng mà các bạn có nghĩ rằng chương trình cho chúng ta một cái đề nó hết sức đơn giản vậy không? Không. Không dễ vậy đó. Không, nhưng mà em nghĩ chắc cũng hip hop hay R&B gì tháo. Chương trình này cũng cái độ lừa đảo cũng cao lắm. Dạ. Thế em đoán gì bolero? Đoán chắc bạn này có thể ôm đàn hát á. Ôm đàn hát mình có thể acoustic đi. Đúng rồi, acoustic đó đi. Đúng đó. Cũng có thể. Hỏi thêm các bạn khán giả đang có mặt ở đây một chút xíu. Theo các bạn thì canh chàng này á là hát thể loại nhạc gì? Bolero. Trời ơi, bolero luôn hả? Hả, nhiều khi phải đoán vậy đó em, chứ đoán mà đoán trúng nó kỳ lắm. Đó. Bên đây các bạn nghĩ rằng sẽ là thể loại nhạc gì? Pop. Được ghê ha. Ba vị giám khảo đây không ai theo hết trơn. Không giống nhau. Bên đây là bolero, bên đây là pop. Ở giữa Mỹ Tâm là R&B, Nguyễn Hải Phong là acoustic. Còn Quang Dũng là hip hop. Vậy thì chúng ta xem các anh bạn này của chúng ta hát nhạc gì nha. Xin mời. Trời. Hả? Cái này nó bị sai phải không em? Cái gì đó. Dân gian đương đại là chất quốc luôn á. Một là cách mạng, hai là chỉ có Sơn Tùng ấy. Nó trái hạn kìa. Cái này là đúng rồi. Lạc trôi. Một là cách mạng, hai là lạc trôi. Rồi ha.
Làm quá ha. Đoán cố vô ha. Hip hop hả? Classic rồi. Hip hop của anh Dũng kìa. Một lời anh không muốn nói là một nỗi ta không cánh xa. Anh vẫn nhớ số muôn vàn xa cách, nỗi cô đơn có ngồi phút giây nào. Nhiều lần mình phải quên để bước tiếp một cuộc sống bên anh. Biết R&B nha. Không có em. Thế nhưng sao thật khó và anh đã mỏi mệt. Bước trên đường đời một mình thiếu vắng em. Làm sao anh ru nổi những đêm dài? Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng? Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá. Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về anh. Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say. Hãy gọi thật. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn Phúc rất nhiều. Cảm ơn em Phúc hả? À, dạ, cảm ơn Phúc. Phúc không cầm guitar đàn luôn cho ba. À. Em ơi, em có phải là diễn viên không em? Dạ không ạ. Tưởng ổng là diễn viên sao cái trong cái clip kia ổng làm khá quá. Ra ngoài này ổng gắn cặp mắt kiến vô, trời ổng trí thức dễ sợ, công nhận ai có cặp mắt kiến nó đẹp trai như nhau em nhỉ. Dạ. Cảm ơn. Đúng rồi, chỉ có hai cái cặp mắt kiến thôi. À, hai mặt kiến thôi. Còn người nó khác. Trời ơi em ơi, sao em làm mọi người bất ngờ quá, em trộn hai bài để chung nhau. Anh có cảm giác như là mình ăn bún bún bì với bún chả giò vậy đó. Hồi nãy anh nghĩ nhớ không, anh Dũng nói là có cái nào là thể loại thập cẩm không? Đó. Nhiều khi nó đúng thiệt. Trộn vô ăn cũng được. Dạ. Cũng ngon miệng. Anh đúng đều luôn á. Em ơi, hôm nay em là coi như là người hùng đó nha. Nha. Dạ, anh Dũng anh biết ơn em lắm đó. Dạ. Em là người đầu tiên giúp ảnh có điểm đó. Dạ. Không, mà mấy bạn đầu trước về đừng là cứ ngày mấy cái bài mà đủ thế hai loại. À, cái xác suất cũng nó dễ trúng hơn. Thế nào mà hồi dính? Nãy đoạn đầu mà hát acoustic không là ok luôn rồi. Ba người cũng đúng. Lúc đầu em ra chỉ hát only guitar với lại violon thôi là anh này trúng nữa. Vừa ra em hát đoạn đầu là mọi người nghĩ là cả ba chật hết rồi. Ai ngờ. Nhưng mà khi vào cái đoạn A2 cái beat nó vào beat R&B tâm mừng dễ sợ luôn. Quá mừng luôn. Đó R&B. Tưởng một xong mình hồi chúng. Sau em cởi cái nút cái là anh giật cả mình luôn. Ô anh Dũng đã đúng. Em ơi em tên gì nè? Dạ vâng, thì lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Hải Phong, chị Mỹ Tâm và anh Nguyễn Quang Dũng. Và chào tất cả các bạn và em chào anh Đại Nghĩa. Chào em. Dạ em tên là Hoàng Thân. Hoàng Thân quốc thích đó hả em? Dạ đúng rồi. Dạ. Ôi, nghe tên thấy sang chảnh dễ sợ luôn rồi đó. Nhưng mà cho anh hỏi thêm, tại nhìn em ở đây với là trên video khác nhau nhiều lắm. Là em ý tưởng em tạo nên cái tác phẩm này như thế nào, em nghĩ gì mà em làm như thế? À, dạ thì cái bài hát hôm nay thì em muốn khi mà mình thay đổi một cái bài mà nó nói chữ như vậy thì mình sẽ em hy vọng có thể tạo được cái bất ngờ và cái điểm nhấn và cho tiết mục của mình nó khác đi một tí. Dạ vâng. Chứ phải là mục đích là muốn lừa giám khảo chơi à? Em làm nghề gì, em đi hát hả? Dạ vâng, hiện tại thì em đang là lập trình viên. Dạ. Dạ vâng. Lập trình viên mà em là chuyên thể loại gì? Dạ vâng, thì bài hát vừa rồi thì có vừa có thể loại nhẹ và có R&B, nhưng mà cái thể loại em yêu thích nhất là R&B. Dạ. Thấy chưa, em thì muốn khẳng định chứ thôi. Cảm ơn em. Dạ vâng. Thích đó. Dạ. Em có cái âm sắc trong cái giọng hát của em rất là có âm sắc, nhưng mà có lẽ là em chưa được học bài bản đúng không? Dạ vâng. Cái này là, nhưng mà thứ nhất là em có âm sắc nè, biểu diễn dễ thương nè, và cũng tự nhiên. Cái tự nhiên thôi chứ chị chưa nói là vấn đề về chuyên nghiệp nha. Nhưng mà đã cái chuyện đó không là mình đã cảm thấy có thiện cảm rồi. Em có được những cái mà
sân khấu ca nhạc mình nó đang hơi thiếu một cái gì đó nam tính đó. Nhưng mà rất là tự nhiên anh không hiểu. Tự nhiên nam tính có cái duyên mặt rất là sáng, giọng cũng sáng. Anh nghĩ thật ra thì em chưa có diễn nhiều cho nên là anh nó bị tâm lý với cái bài đó. Thật ra em sáng tạo và nó cũng hơi phức tạp và mình chưa có thời gian để cho nó nhuyễn. Anh nghĩ với bài này nếu mà em diễn nhiều nó nhuyễn hơn thì nó sẽ hay thôi. Anh nghĩ em có thể đi theo chuyên nghiệp được. Hãy xem lại cái lời gợi ý của anh Quang Dũng cũng như là chị Mỹ Tâm xem sao ha. Dạ vâng ạ. Thế còn anh Nguyễn Hải Phong góp ý cho em đi nào. Anh nghĩ là mọi người nói cũng đúng. Em có cái sự cao ráo, cũng đẹp trai, cũng bắt mắt. Mà đặc biệt là em còn cái hồn nhiên mà bây giờ không phải nhiều nghệ sĩ còn. Cái đó là cái em giữ cái năng lượng đó cho mình. Tự nhiên nói dù mà không còn nhiều nghệ sĩ còn sự hồn nhiên ấy, mặt tôi sượng thấy rõ luôn vậy đó. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn chàng trai. Một tràng pháo tay dành cho bạn ấy. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy là với cái phần dự thi của thí sinh thứ hai này thì hai vị giám khảo đã ghi được điểm, đó là nữ ca sĩ Mỹ Tâm và Quang Dũng. Không có nhạc hả? Cái này bạn này không có nhạc chứ. Dũng ơi Dũng, tôi nghĩ rằng bạn nên tận hưởng cái cảm giác này lâu lâu một chút nha. Bởi vì có thể nó sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu. Để coi thí sinh thứ ba thì ba vị giám khảo của chúng ta có đoán chính xác hay không nha. Xin mời. Hay quá. Một bài hát rất quen thuộc nhưng mà hát với cái giọng nhạc cổ điển opera. Rồi anh có gợi ý gì không anh Nghĩa? Thêm một cái mái tóc tém rất là cá tính đúng không? Hơi giống Cát Tường. Cái dáng người thì cũng tròn tròn, đậm đậm, chắc chắc. Không lẽ hát nhạc pop ta? Nhỏ nhảy là không được, hip hop thì chắc không phải rồi. Trời ơi, tự nhiên bây giờ bà phóng ra sân khấu bà cao 1m75 chắc tôi té xỉu đó. Tâm đoán trước đi. Em sẽ đoán nhạc dân ca. Dân ca? Có lý nè. Em đoán vậy đi. Nó khác quá. Còn Dũng thì sao? Nhìn là bóp á, thấy không? Nhưng mà có cái bán gì nó cũng điểm điểm được. Đó. Kiểu có khi nào ra đánh guitar hay không ta? Acoustic không ta? Acoustic được. Sao Dũng? Rồi nghe theo tư vấn. Acoustic đúng không? Chơi nhạc cụ gì đó, đại khái. Chơi một cái loại nhạc cụ gì đó đúng không? Rồi, thế còn Phong? Mình đang nghĩ tới một cái rất là lạ luôn. Là cải lương. Trời, chưa thấy ai chẳng người tóc tém đó rồi. Nhưng mà mình sẽ gọi là thể loại gì? Nhạc dân tộc. Cải lương, chèo, hù quảng, tuồng vậy đó. Không, như vậy là anh là dân ca đương đại. Dân ca là nó truyền miệng thôi. Còn cái này nó gọi là... Không, muốn đi thẳng vô đó luôn là cải lương. Cải lương phải không? Cổ đúng không? Họ cũng có thể là chèo, bắt. À, đại khái là những cái thể loại nhạc dân tộc. Traditional. Nhạc dân tộc traditional. Rồi, ok. Rồi, anh Dũng, chốt lại lần nữa nè. Acoustic. Acoustic đúng không? Dân ca. Mời các bạn đến với phần trình diễn của cô bé này nha. Cái loại gì? Có phải mấy cái này không ta? Cái này... Quạt music rồi. Đúng, không phải là traditional gì. Đúng rồi. À, cham. Đó. Hát nhạc cham bà. Rồi, đúng luôn. Không ai biết được, nhớ dân ca sao? Con guitar kìa. Acoustic rồi. Rồi. Năm bước mộng du
năm bước mộng du. Trong năm bước mộng du. Nam mô nam mô nam mô nam mô trên cao trên cao trên cao sáng tỏ em muốn ngả nghiêng ngả nghiêng ngả các bạn. Vũ Công, cảm ơn các bạn nha. Đây cô gái bé nhỏ đến đây với anh. Anh đấu chúng rồi mà chúng anh. Chứ. Chúng ta quen nhau mà đúng không? Dạ đúng. Tưởng gì hay quen nhau. Có quen trước đó chút xíu. Cho nên tôi thấy rằng các vị giám khảo đoán hình như là anh đi xa thiết là sao? Không, mình trúng nha. Không, đoán là nhạc dân tộc đúng không? Đúng rồi, tức là truyền thống. Không, không có trúng. Hay là nhạc dân gian đương đại, nó khác. Em thế bạn này là chuyên hát dòng gì? Em giới thiệu về mình nè. Em xin chào bạn giám khảo và những người khán giả đang xem chương trình. Em tên là Vũ Thị Châu. Em thì chuyên dân ca đương đại. Thế còn anh Quang Dũng ý kiến thế nào?
em nhỏ nhưng mà em, cái dáng người em nhỏ nhưng mà em có giọng. Anh nghĩ là em rất là thú vị. Anh nghĩ nếu mà tại vì cái bài cover này hình như nó cũng không khác mấy so với cái bản gốc lắm, đúng không? Không khác gì nhỉ? Cho nên anh nghĩ thật ra có những người đi trước họ đã hát cái cách đãi kiểu đó thì mình tìm một cái cách khác. Ví dụ mình anh không nói về nhạc mà cái cách hát khác nó sẽ thú vị ha, nó nhẹ cái bài hát này hơn. Và tiếp tục chặt lớp đó mình. Thật ra thì về đánh giá giọng hát thì chị thấy em có giọng hát rất là tốt. Thật sự là rất là tốt luôn, nhưng mà chị hơi tiếc là vì cái cách bài em chọn cho cái chương trình này có lẽ là nó chưa phù hợp lắm. Chị nghĩ vậy, nhưng mà với cái giọng của em thì em có thể biến hóa được nhiều thứ lắm. Em nên thử làm nhiều cái khác hơn để xem sao. Cảm ơn. Còn anh thì anh nghĩ là ca khúc dạng như thế này rất là khó để mà làm khác. Và cái em là một cái nghệ sĩ mới mà em có cái năng lượng, em có tài năng, cho nên theo anh đánh giá là cái việc dàn dựng này, cách trình bày cái tác phẩm vừa rồi là anh nghĩ là rất là tốt đối với một nghệ sĩ mới như em rồi. Nhưng mà có lẽ là nó sẽ phù hợp hơn với một cái chương trình âm nhạc khác. Chúc em ngày càng thành công trên con đường âm nhạc của mình Châu nha. Cảm ơn em. Như vậy giờ sao giám khảo với cái phần này thì anh Phong cũng có tẹo đúng một tẹo đúng không? Nhưng mà tôi vẫn phải rất là vui mừng nói với bạn rằng bạn không có điểm. Còn một thí sinh cuối cùng nữa, hãy xem người ấy sẽ hát dòng nhạc gì. Dạ cái này thì em thú thiệt, ai nói em dốt âm nhạc em chịu, chứ em không biết nó sẽ loại nhạc gì. Cái này là hơi Chipmunk á, cái đổi cái giọng Chipmunk anh. À Chipmunk giống như mấy xong rồi đó, theo hip hop, theo không có hip hop. Nhưng mà nhạc giọng Chipmunk thì nghe mà cách gì mà đó. Mình khi nhái mà. Thì biết đâu các bạn này hát nhạc thiếu nhi. À hén. Nhưng mà em coi lại. Có vụ xin coi lại. Có, em có một chi tiết là em thấy cũng đoán ra được nha. Poppin rất là giỏi luôn. Tâm có thấy là bạn này cái đoạn nhảy lúc mình nhìn cái cảnh toàn bạn nhảy rất là tốt. Đó, em nói là nhảy Poppin á anh. Ừ, nhịp điệu. Cái đó rất là ngon. Em nghĩ được có nhiều khả năng là hip hop. Hip hop. Nhiều khả năng là hip hop. Nhiều khả năng thôi hả? Vậy có quyết định luôn chưa? Tôi chốt luôn nè. Thôi, em chọn trước á. Trong cái chất của bạn ấy là bạn làm được, nghĩa là bạn có cái chất chứ không phải bị lúng túng, nên mình nghĩ là nếu mà thiên về popping chút xíu thì có thể là R&B. Mình đoán là chốt là R&B. Chốt lại là R&B. Rồi Dũng thì sao? Thôi thì hai vị giám khảo này đã đoán. Em định hip hop thôi nhưng mà em chưa đoán, anh cứ đoán đi. Thôi em đoán trước đi. Em đoán hip hop. Hip hop đó là ý kiến của giám khảo Mỹ Tâm. Cuối cùng đạo diễn Quang Dũng. Khó á, không được đâu. Dũng ơi, có thể là bạn ấy chơi một cái loại nhạc cụ dân tộc nào đó chẳng hạn. Nhạc cụ dân tộc là nhạc cụ gì? Ví dụ như bạn ấy có thể chơi đàn tranh chẳng hạn, sáo bầu này kia, tì bà chẳng hạn. Anh nói vậy thôi chứ thiệt ra không phải, anh hiểu không? Đó là không thể tranh sáo bầu được rồi. Tại vì nếu như bây giờ mà nhìn cái anh chàng này mà đoán theo thì nó hèn thường lắm. Rồi, tranh sáo bầu. Là dân tộc. Nhạc dân tộc đúng không? Quang Dũng đoán là nhạc dân tộc. Ê, cái giọng cười này đó. Chưa gì là nghe thấy sai rồi anh. Chưa gì thấy sai rồi. Thôi bây giờ bạn đã chốt rồi, tôi không cho bạn thay đổi được. Thôi nữa. sửa được. Thôi anh được điểm rồi, yên tâm. Bút xa gà chết. Như vậy là chốt lại lần cuối cùng. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sẽ là R&B. Mỹ Tâm là Hip Hop. Còn Quang Dũng là nhạc cụ dân tộc. Anh ấy không chấm nó lớn luôn quý vị. Nói mà nói sợ người ta nghe đó. Để coi chàng trai trẻ này lên sân khấu biểu diễn tiết mục như thế nào. Xin mời. À, có micro. Rồi, keyboard. Thấy chưa, acoustic rồi. Nhạc tộc. Hay quá. Chúc mừng mà anh. Nhiều lúc làm đạo cụ thôi anh ơi. Nhiều khi làm đạo cụ thôi. Nhiều khi là nhóm múa. Nhưng mà đi ra vậy là cũng là chắc cũng dân tộc rồi. Một tiết mục quá đặc sắc không các bạn? Nào, chào các bạn. Bây giờ thì giới thiệu cho mọi người biết về nhóm của mình đi nào. Các em ở đây cùng với bạn mình nha.
Một nhóm mà không? À, nguyên nhóm ở đây cùng với mọi người nè. Rồi, giới thiệu đi em. Trước tiên em xin kính chào anh Nguyễn Hải Phong, chị Minh Tâm, anh Quang Dũng và toàn thể quý khán giả đang ngồi mặt có mặt tại đây. Thực sự ra thì đây là cái phần thi cá nhân của em. Em tên là Đinh Nhật Minh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại công việc của em là nghệ sĩ sao trúc. Nghệ sĩ hội sao hay quá trời luôn. Và ở đây là ngày hôm phần trình diễn ngày hôm nay thì em có nhờ những cái bạn thân thiết và cũng như là người đồng nghiệp của mình để giúp đỡ cho mình. Thì có thể các bạn có thể tự giới thiệu mình đôi chút. Em trước nè. Dạ, dạ, em xin chào quý khán giả, em tên là Nguyễn Thành Tuân, em đang học sáo trúc tại Nhạc viện Hồ Chí Minh. Ủa, học sáo trúc xong cuối cùng quánh cái đàn này vậy? Dạ, này là chuyên ngành phụ em. À, ngành phụ. Đàn tứ cho nên nó có 4 dây. À, rồi đây. Tiếp theo mà em. À, em tên là Võ Minh Trí, em tới trường đại học Hoa Sen. Còn cô gái đến đàn tranh kia thì sao? Dạ, em tên là Nguyễn Triều Nguyên, hiện đang học tại Nhạc viện và chuyên ngành của em là đàn tranh ạ. Các vị giám khảo chúng ta thấy cái phiên bản này như thế nào? Hoàn hảo cho ba chúng ta. Quá hay. Đúng rồi, là hoàn hảo cho cả ba người đều đúng. À không. Có gì kỳ vậy? Chỉ có một mình anh Quang Dũng là nói gọi là nó cụ thể, nó cặn kẽ, nó chính xác nhất thôi. Nhờ sự tư vấn của Đại Nghĩa mà. Bạn ấy trắng tay mà, hai ngày rồi. Anh xin hỏi em chút xíu, tức là cái ý tưởng này nó đến như thế nào? Mà em thì là xuất thân là chơi sáo trúc, lại hát một bài tiếng Anh và lôi kéo các bạn vào. Thực sự thì cái bài này là một cái sở thích của em. Và một cái sở thích khác của em, đó đam mê khác nữa là âm nhạc dân tộc. Thì khi đến với chương trình này thì em mong muốn là mình sẽ làm một cái gì đó thật là khác, thật là thú vị. Tức là em sẽ kết hợp cái sở thích cái âm nhạc nước ngoài của mình với lại âm nhạc dân tộc. Thôi giờ vậy nè em ơi, đó để cho mọi người đỡ căng thẳng, em nói em là chuyên ngành sáo trúc, em thổi dùm cho mọi người nghe một bài cho đỡ căng thẳng đi em nha. Dạ. Hơi dài quá vậy. Thở đi em. Trời ơi, không, không. Em hơi đi em ơi. Để anh coi coi có giấu cái bình oxy sau lưng không. Ủa trời, không tới 5 giây luôn á Tâm. Trời ơi, em khói rồi. Thì phải chứ em đừng có làm nhìn em đẹp ghê lắm. Em làm lên mọi người biết rằng cái hơi của em ngắn ngủn mà. Hồi nãy chắc cũng nếu bấm đồng hồ chắc khoảng 2 phút á. Anh nghĩ tầm đấy á. Thì tối đa em có thể làm đến 10 phút. Oh my god. 10 phút. Nếu mà giữ một cái trạng thái ổn định thì có thể cả ngày cũng không sao. Trời, à có nghĩa là vì mình vừa hít hơi được đúng không? Mới là khó đấy. Như vậy là hôm nay anh được mãn nhãn, khai nhãn đó ha. Nhưng mà ngày hôm nay thì em đã làm cho mọi người đây thấy được một cái khả năng của mình rất là đặc biệt. Chúc mừng em với cái khả năng tuyệt vời này. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn tất cả các em đã mang đến một phần trình diễn rất là hay. Cảm ơn các em. Như vậy là với cái phần thi cuối cùng này, mặc dù nói rằng là ba giám khảo và người đoán cũng trúng được một chút, cho nên là chỉ có đạo diễn Quang Dũng của chúng ta là chính xác ở cái phần này. Như vậy là sau khi chúng ta xem qua 4 phần trình diễn của các bạn thì giám khảo Mỹ Tâm của chúng ta ghi được 2 điểm, giám khảo Quang Dũng cũng lên được 2 điểm. Vậy là chỉ có 2 giám khảo này của chúng ta là được quyền lựa chọn 2 bạn trong số 4 bạn vừa rồi để bước tiếp vào vòng trong. Và một lần nữa, 100 bạn khán giả ở phim trường của chúng ta lại mất cơ hội để bình chọn. Nhưng mà cũng tùy mà anh Nghĩa hả? Nếu như em với anh Dũng cùng đó, cùng đúng một rồi. Người thì số còn lại là giám khảo là khán giả. Nếu như mà hai vị giám khảo này của chúng ta chọn trùng thì xem như là tấm vé còn lại cũng thuộc quyền quyết định của các bạn khán giả đây. Bây giờ thì mời hai vị giám khảo ở đây chúng ta có thể hội ý.
Bây giờ thì các vị giám khảo đã hội ý xong, tôi muốn nghe ý kiến của Mỹ Tâm và Quang Dũng. Hai bạn sẽ chọn trùng một bạn ở đây hay là hai người là hai ý kiến khác nhau? Hai người là hai ý kiến nhưng mà giống nhau. Hai người là hai ý kiến nhưng mà giống nhau. Như vậy là 100 bạn khán giả có mặt ở phim trường sẽ có quyền quyết định chọn thêm một bạn nữa bước vào vòng trong. Nhưng bây giờ mình hãy xem hai vị giám khảo của chúng ta lựa chọn thí sinh nào nha. Đèn dừng lại ở vị trí bạn nào thì xem như bạn đó được lựa chọn. Số 1 là nhóm Novas, số 2 là bạn Hoàng Thân, số 3 là bạn Vũ Thị Châu, số 4 là bạn Đinh Nhật Minh. Bắt đầu. Số 2, sự lựa chọn của giám khảo Mỹ Tâm và giám khảo Quang Dũng. Xin chúc mừng em. Và bây giờ thì xin mời 100 bạn khán giả đang có mặt ở phim trường lấy cái điện thoại của mình ra, nhắn tin bình chọn cho bạn nào mà các bạn thích. Số 1, số 3 hay số 4. Bắt đầu. Số 4, xin chúc mừng. Chúc mừng Nhật Minh và chúc mừng Hoàng Thân. Anh xin mời Châu, anh xin mời nhóm Novas đến đây. Mời hai em vào trong có thể chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo của mình. Bạn Châu thì nhận được cái lượt bình chọn của khán giả ở đây là 30. Còn nhóm Novas mình nhận được bình chọn là 24. Cũng xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay và đã mang đến cho mọi người những tiết mục thật là hay. Có điều gì muốn chia sẻ với mọi người hay không? Thì em muốn công ty Điện Quân sẽ ngày càng mở rộng nhiều cái sân chơi như thế này nữa để những người đam mê ca hát như chúng em có cơ hội được thể hiện mình. Cảm ơn em rất nhiều. Còn Châu thì sao nè? Em thì hơi tiếc một xíu nhưng mà không sao. Được đứng trên đây là cũng vui rồi. Xin chúc cho ban giám khảo và mọi người sức khỏe và sẽ luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người ạ. Các bạn thí sinh mà khi đến đây á đều đã phải được tập trước một cái phần cover một cái bài hát của khách mời, đúng không nào? Tiếc là bây giờ bạn Châu coi như là cũng như nhóm Novas không có được thể hiện cái phần trình diễn đó, cover một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhưng mà không sao trơn á. Ra phía sau nha, em cứ hát cho anh Phong nghe coi anh Phong chịu hay không cái đã. Cảm ơn em. Và một tràng pháo tay dành cho hai bạn, nhóm Novas và bạn Vũ Thị Châu. Như vậy là chúng ta đã biết hai thí sinh sẽ bước vào vòng trong, sẽ cùng trình diễn với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sẽ hát một bài nào đó của anh ta, và sau đó hai bạn kia do sự chỉ định của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong là xem bạn nào hát trước sẽ cover lại cái ca khúc đó theo cách của mình. Và lúc đó ba vị giám khảo sẽ bàn luận với nhau để chọn ra tiết mục xuất sắc nhất nhận được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Và đó chính là ở vòng thi thứ hai, vòng tỏa sáng. Thưa các bạn, hai bạn mà được giám khảo cũng như là khán giả lựa chọn đó là bạn Hoàng Thân và Đinh Nhật Minh sẽ cùng với Nguyễn Hải Phong hát một cái ca khúc của anh ta. Hai bạn này sẽ cover ca khúc của Phong nha. Bạn sẽ là người hát trước. Một tràng pháo tay dành cho nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Chắc là quay quay, ông là phải cố nhất. Cố lên. Khi sương tan màu chút ánh sáng nhạt màu, con đường xa khuất nhau. Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ, chắc có lẽ thôi mộng mơ. Bao năm qua đi có giữ lấy được gì, tôi đành cay khóe mi. Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn. Sớm mai em thường nhớ ai?
tim đụng vỡ trong từng giấc mơ. Yêu thương đã lỡ, từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười hãy ngập tràn. Nghe bao nhiêu suy tư như đang khâu hoa. Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng, liệu rằng em có nhớ mưa này chăng? Từng ngày chờ mong điều gì, nụ cười ai dịu kỳ. Em ngày nào thật hiền dần dần tan biến theo mưa. Bao nhiêu muộn phiền vỡ tan như chiều vàng, chẳng cần mưa dịu dàng đến bên hiền nhẹ nhàng. Tàn màu chút ánh sáng nhạt màu, con đường xa khuất nhau. Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ, chắc có lẽ thôi mộng mơ. Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì, thôi đành cay khóe mình. Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn. Sớm mai em thường nhớ ai, ngày nào em gót chân lạnh giá mưa dần khô xa. No no no, ngày nào em trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ. Yêu thương đã lỡ, từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai ngập tràn. Nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc òa. Giờ bên em tuyết trắng. No, no. Ngày nào em trái
tim vụn vỡ trong từng giấc mơ. Yêu thương đã lỡ, từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai ngập tràn, nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc hòa. Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng, liệu rằng em có nhớ mưa này chào. Từng ngày chờ mong điều gì, nụ cười ai diệu kỳ, em ngày nào thật hiền dần tan biến theo mưa. Bao nhiêu buồn phiền vấp tan như chiều vàng, chợt cơn mưa dịu dàng đến bên hiền. Từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai ngập tràn, nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc hòa. Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng, liệu rằng em có nhớ mưa này chào. Từng ngày chờ mong điều gì, nụ cười ai diệu kỳ, em ngày nào thật hiện dần tan biến theo mưa. Bao nhiêu một phiền vắt tan như chiều vàng, chợt cơn mưa dịu dàng. Nhiều. Chúng ta vừa nghe hai cái phần cover một cái ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Giờ không biết cái ý kiến chủ nhân của ca khúc này thế nào? Hai phiên bản cover khá là hoàn hảo. Một là rock và pha chất liệu dân tộc, cái sở trường của bạn. Và một là rất là đặc trưng R&B, nhưng mà bạn Hoàng Thân rất là có cái tính cổ điển ở bên trong cái giọng hát của mình. Nghe nó tích cực và nó sáng, làm cho bài hát nó sáng lên. Đó chính là cái khó khăn mà mình đang suy nghĩ bây giờ. Vậy thôi bây giờ Phong cứ tiếp tục suy nghĩ đi nha. Để hai vị giám khảo kia có đôi lời nhận xét, thì lúc đó bạn sẽ có thêm một số cơ sở và dữ liệu để quyết định. Xin mời giám khảo Quang Dũng. Tôi thì thấy rất là dễ đó. Thấy thật ra thì cả hai đều trẻ đẹp và tươi sáng hơn bản gốc. Bụng cũng không bự bằng bản gốc. Tất nhiên rồi, cái đó là chắc chắn. Thật ra với em Đinh Nhật Minh thì em rất là thú vị. Nhờ có tiếng sáo, mọi người cái tiếng sáo em cất lên nó rất là hay. Nhưng mà rõ ràng về hát thì anh thích bạn Hoàng Thân hơn. Thích giọng hát của Hoàng Thân hơn. Nhưng mà cái phần trình diễn, cái tiết mục á, có cái phần đệm vô bằng tiếng sáo của mình thì Dũng thích hơn đúng không? Thật ra nếu mà Hoàng Thân hát mà có một cái đoạn phiêu sáo của Đinh Nhật Minh thì gọi là bản hoàn hảo. Hoàn hảo luôn. Đó là ý kiến của đạo diễn Quang Dũng, còn Mỹ Tâm thì sao? Thật sự là rất khó, bởi vì á, cái bài của mình á, thì nó cũng khá là thú vị đi. Nó một cái phiên bản mà gọi là làm lại mà đúng không anh? Nó khác, nó làm cho mình cảm thấy rất là thú vị. Nhưng mà rõ ràng thì Minh hát thì giọng của Minh nó khá mờ. Còn giọng của Thân thì nó lại sáng. Và nó nghe nó cũng có tình, nó có cái tình trong cái bài hát. Thì rõ ràng rằng là hai bạn này kết hợp nó sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo. Cho nên là cái việc này thì em xin phép là em để cho anh Phong anh quyết định. Thì bây giờ ba người cứ hội ý với nhau cái đã nha. Rồi, hội ý với nhau đi rồi sau đó chúng tôi sẽ cho quý vị khán giả biết kết quả như thế nào. Xin mời. Sau khoảng thời gian hội ý, tôi thấy gương mặt của ba vị giám khảo, mặc dù có cười đó nhưng mà nó sượng lắm. Nó rất là căng thẳng, bởi vì đây là hai cái ca mà theo các vị giám khảo cho rằng rất là khó để lựa chọn đúng không? Xin mời ý kiến của ba vị giám khảo. Theo ý kiến của ba vị giám khảo thì góp lại là một ý kiến của em thôi. Em với anh Dũng cùng ý kiến là đều thích cả hai và không thể chọn được ai, nên để cho anh Phong quyết định. Ý kiến như không ý kiến. Dạ, ý kiến của em là không ý kiến. Mình yêu cả hai cái phần sửa đổi bản cover này, cả hai phần trình bày này, các phần nào cũng có sự sáng tạo và có điểm cộng và cũng có điểm trừ.
Hiện tại thì trong đầu đã có quyết định rồi. Và tôi mong rằng là quyết định đó có như thế nào đi chăng nữa thì cả hai bạn đều vui. Nếu như bạn không may mắn trở thành thắng hôm nay thì bạn cũng sẽ vui, vì chúng ta đã có những cái trải nghiệm rất là tuyệt, và quan trọng hơn các bạn đã làm cả ba chúng tôi hài lòng, rất là hài lòng. Như vậy là cuối cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng đã có quyết định của mình. Như vậy là chúng ta sẽ không cần phải hỏi thêm ý kiến của hai vị giám khảo còn lại nha. Tùy thuộc tất cả vào nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, đèn sáng bên nào thì có nghĩa đó là sự lựa chọn của Nguyễn Hải Phong. Với hai thí sinh Hoàng Thân và Đinh Nhật Minh đã thật sự làm cho ban giám khảo cảm thấy vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng trong bất cứ cuộc chơi nào cũng như thế, sẽ phải có một người chiến thắng. Và đó chính là Nhật Minh. Chúc mừng em. Và như vậy, Nhật Minh chính là sự lựa chọn của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Bạn có muốn nói thêm điều gì với Nhật Minh và Hoàng Thân nữa không Phong? Tôi chỉ nói thêm một chút xíu thôi, bởi vì tôi cho hồi hộp xong rồi tôi mới nói đó là cái sự lựa chọn của tôi nó nghiêng về một cái tác phẩm mà theo tôi nghĩ rằng là nó cải biên cái bản phối, sự sáng tạo của cái bản phối gốc nhiều, và nó đem lại cho người nghe một cái không gian mới hơn. Và tôi đã chọn một cái bản phối thiên về rock mà kết hợp với dân ca, rất thú vị. Anh đừng buồn, bạn kia cũng có giải đó. Bạn kia cũng rất là hay. Bạn kia cũng có giải luôn. Giải gì? Giải nhì 10 triệu. Mời ba vị giám khảo cùng lên sân khấu nào. Ôi trời. Yeah. Nó khác lắm. Giống như mình được giải vậy đó. Chị lên nhận giải nè, chị lên nhận giải nè. Và bạn Hoàng Thân sẽ nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Và Đinh Nhật Minh nhận được giải thưởng 50 triệu đồng. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Xin cảm ơn nhà sĩ Nguyễn Phong, cảm ơn giám khảo Mỹ Tân và Quang Dũng. Cũng như là xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, chương trình phiên bản hoàn hảo hôm nay đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình sẽ gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau lúc 21:30 thứ tư trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt. Giám khảo đặc biệt xuất hiện trong ngày hôm nay của chúng ta, Ưng Hoàng Phúc. Ưng Hoàng Phúc, anh đoán làm sao đi anh Ưng Hoàng Phúc? Nhạc pop nè. Nhạc rock. Vậy thôi anh đoán dance. Và với tiết mục này thì Ưng Hoàng Phúc được 1 điểm. Hay quá. Chúc mừng nha.